tạt quá mít rất nguy hiểm, và đó là bàn thắng thứ hai của SHB Đà Nẵng. Ngay lập tức sau khi vào sân thì Dominic Smith đã ghi bàn. Tỷ số là 3-2 nghiêng về phía câu lạc bộ Hà Nội, và còn 10 phút trong thời gian thi đấu chính thức. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước trong trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải năm nay. Bùi Tiến Dũng đã phải đón nhận hai bàn thua, nhưng lần này là một bàn thua không thể trách được thủ môn của đội chủ nhà.